lúc mà về lần đầu tiên về nhà anh á, để mà gặp ra mắt ba mẹ á, thì ba anh mới nói là ba hối cưới lẹ đi, nhìn ảnh nhát nhát vậy chứ mà ba nói là nó dắt về nhiều quá, ba mệt quá. Cho nên là hả, ba nói là khi nào mà cưới á, xác định cưới dắt về. Sinh nhật 28 tháng 3, 20 tháng 10, tất tình cờ không có tặng gì hết trơn á. Có khi ngủ lại ngáy to hơn bình thường một tí. Ủa nhưng mà là Kiên có ngáy không? Dạ có. Dạ có. Rồi ngáy lớn luôn nữa. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Thuận với lại chị Vân. Em tên Yến, năm nay em 40 tuổi. Hiện tại em làm kế toán và em đang ở quận 8. Chào Yến. Dạ. À, mời ông Yến, xã của Yến kế toán quận 8. Mình tên là Võ Trung Kiên. Hôm nay mình 48 tuổi. Nay mình đang làm là công việc là kinh doanh về vận tải. Rồi, bây giờ không biết là cái mối tình của Kiên với Yến nó bắt đầu như thế nào nè. Và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì vậy không nè? Hai đứa làm chung công ty á. Em là kế toán, còn ảnh là nhân viên kinh doanh, thì tháng nào cũng gặp nhau hết trơn á. Gặp để lãnh tiền thưởng giống gì, nhưng mà hai đứa không có để ý nhau. Em thì em thấy ảnh là nghiêm lắm, không có gần, cho nên không thích nói chuyện. Tình cờ là đi sinh nhật một người bạn chung công ty, thì hai người ngồi chung với nhau, ngồi kế nhau, thì lúc đó mới nói chuyện với nhau. Thì thấy ảnh lúc đó cởi mở vui vẻ, xong rồi ảnh rủ em đi cà phê. Cái qua ngày hôm sau ảnh qua anh chở em đi cà phê, thì cũng chưa có quen nữa. Bữa đó đi cái ảnh kể hết từ đầu tới cuối, là gia đình sao, công việc như thế nào, chuyện của bản thân ảnh sao, ảnh kể hết, đề nghị là hai đứa quen. À, là tỏ tình ngay cái hôm là đầu tiên, cái bữa cà phê đầu tiên là coi như ảnh cởi mở đó gì luôn. Dạ đúng rồi. Thì em thấy ảnh thẳng thắn với lại thiệt tình á. Rồi Yến sao, Yến có nhận lời luôn không? Nhận lúc luôn đó cũng ngại rồi. Dạ. nhận luôn ha. Dạ nhận luôn. Nhận cái dễ gì. Dạ Kiên lúc vậy, lúc đầu vô mà Kiên gặp Yến vậy nè, rồi Kiên đã có một cái cảm tình gì chưa, hay là chỉ có thấy phát tiền thưởng đầy đủ thì thấy cũng được rồi này kia? Mới đầu mình nhìn thì thấy cái cô bé này làm kế toán nhưng mà lại rất là nhỏ, giống như là admin vậy đó. Thì mình lúc đó thì cũng cái chênh là cái độ tuổi nó có, nhưng mà chưa có nghĩ gì cả. Cái ấn tượng đặc biệt nhất là trong cái lần mình đi công tác ở ngoài, về chi phí này nọ thì ở văn phòng sẽ làm. Nhưng mà từ đó thì chưa bao giờ có cái người nào mà làm kế toán hay là làm những cái công việc đó không phải là công việc của họ. Thì cho nên tự nhiên mình nhận một cái tin nhắn và cái tiền tạm ứng của anh có rồi. Đó là mình cảm thấy là nó có một cái sự gì đó nó quan tâm, đúng không? Rồi. Thì mình mới cảm giác thấy có cái động lực ở trong cái công việc đó. Bình thường thì thấy là ít, rất ít nói, chỉ làm cái công việc của mình thôi, không ấy. Nhưng mà khi ngồi tiếp xúc gần thì lại cởi mở nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà hai gia đình mà lúc mà tụi em về gặp người lớn á, thì mọi sự suôn sẻ hết hay có cái gì? Được ủng hộ không? Suôn sẻ lắm chị. Chứ em nhớ cái lúc mà về lần đầu tiên về nhà anh á, để mà gặp ra mắt ba mẹ á, thì ba anh mới nói là ba hối cưới lẹ đi, nhìn ảnh nhát nhát vậy chứ mà ba nói là nó dắt về nhiều quá, ba mệt quá. Cho nên là hả, ba nói là khi nào mà cưới á, xác định cưới dắt về. Để thôi nay dắt con về thôi, hai đứa cưới lẹ. Bao lâu thì cưới? Thì sao quen thì 9 tháng sau. 9 tháng sau là cưới. Trong 9 tháng rồi yêu nhau, rồi có gây lộn, rồi có hỉ nộ ái ố, rồi có sóng gió, chia tay chia chân, rồi có ghen tuông ì xèo được không? Dạ không, cái ghen tuông rồi cãi lộn là không có chị. Có luôn hả? Nhưng mà em nhớ là được quen ảnh xong mà cái em bị lên ký á chị. À, chắc anh vẫn đi là ăn hoài chiều hả? Nào cũng vẫn đi ăn hết trơn á. Hai đứa làm chung cơ quan là sáng vô đã gặp rồi. Hình như hồi đó ảnh làm ở bên Tây Ninh phải không anh? Tây Ninh. Từ mà 7, Cộng Hòa mà chạy lên Tây Ninh á, rồi xong rồi chiều về phải ghé cơ quan chở em đi ăn. Còn bữa nào em về sớm á, là nhà em bên Tân Phú á, là anh chạy về quận 7, anh tắm rửa sạch sẽ xong chạy ngược về Tân Phú đón em đi ăn. Ồ xa lắm. Dạ xa lắm. Nói nghe nè, bộ ngoài cái đi ăn rồi còn có một cái thú vui giải trí gì khác ngoài cái đi ăn không? Dạ đi ăn rồi đi coi phim vậy thôi chị. Dạ. Người rất là thương yêu em vậy. Dạ. Chắc là người, cái tiếp người này ngoài mặt thì vậy nhưng mà bên trong là một người rất là lãng mạn. Có không? Có lãng dạ mạn không? Không có lãng mạn chị ơi, lãng xẹt không hà. Trời ơi, chị có biết là từ lúc mà cưới là 2019 tới 2015 là không có tặng em cái gì hết trơn á. Sinh nhật 28 tháng 3, 20 tháng 10, tất tần tật không có tặng gì hết trơn á. Tức dạ. Là trước khi cưới là có cầu hôn không em, hay là cưới luôn? Thật sự là không có cái buổi cầu hôn đó.
Và coi như cái buổi mà cà phê đầu tiên là coi như là cái buổi tỏ tình luôn rồi. Tỏ tình luôn rồi. Xong rồi hành động không à. Hành động đó chị. Cho nên em thấy cái người là người ta không có ít nói, thường những người ít nói là người ta chỉ làm thôi. Như vậy là cho hành nên động em chứ. Cảm nhận được cái chơi tấm mà chân tình của anh làm là ý em nói là đó. Giống như là đưa em đi đưa ăn, đi ăn rồi này, ha. Này kia nọ. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới thì không biết hai vợ chồng nó có phẳng lặng như lúc chưa cưới hay không. Ảnh thì ảnh cái tính của ảnh từ xưa giờ là hời hợt rồi. Thì em đi đúng làm hời hợt cũng là một tật xấu đó. Em vừa đi làm ha. Xong rồi về là phải lật đật nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mà ảnh thì hời hợt mà. Cho nên thấy vợ làm kệ, vợ làm đi, còn mình đi vô coi tivi hay là chơi game. Đó chơi game á, cho nên là khi mà con tới tuổi mà cần tiếp xúc với cha mẹ thì lại không có gần gũi con. Đó, rồi xong rồi đi làm, nhiều khi em biết là trên cơ quan có những cái áp lực, khi mà về nhà thì có gì cứ nói với vợ đi, đâu có sao, vợ sẽ thông cảm. Đằng này cứ ngồi chơi game riết, không nói gì hết trơn, thì cứ im lặng như vậy á. Rồi không chịu chia sẻ. Không có vui nữa. Mình nói tới thì lại cáu gắt với mình. Mà thật sự em nghĩ em không biết em đã làm cái gì mà để cho cáu gắt nữa. Ngoài ghiền game thuốc nữa. Ngày mấy gói? Ngày hả? Tại vì đi làm cho nên em cũng không biết nữa. Dạ chị, ngày ba gói đó. Dạ. Bỏ đâu em. Dạ. Một lần hứa bỏ, lần sau hút double lên. Dạ hứa lần đó thôi chị. Chẳng thà đừng bỏ chứ hả. Hứa bỏ xong hả em làm một hút lại hút nhiều hơn nữa. Bây giờ em mong ước ổng thay đổi cái gì? Ảnh bớt hút thuốc lại, rồi bớt chơi game, về phụ vợ, coi ngó có gì thì phụ vợ để đỡ việc cho em á. Rồi giờ tới em. Tần xấu thì cũng có khi ngủ lại ngáy to hơn bình thường một tí. Ủa nhưng mà là Kiên có ngáy không? Dạ có. Dạ có. Trời ơi, ngáy lớn luôn nữa. Ngáy qua ngáy lại. Mà cứ nói em là ngáy xong rồi hay em nói để nó đi. Bữa nào ngáy thì em quay lại. Đi âm lại cho anh nghe. Ngáy qua ngáy lại. Trời ơi, tôi là chẳng những vợ ghi mà còn con gái tôi nó cũng ghi âm lại luôn. Ủa nghe tiếng ngáy thấy sợ luôn vậy đó. Rồi lúc có những cái ngay một cái thời điểm gì đó thì nóng tính thì lại là nóng tính với mấy đứa nhỏ. Nhưng mà tại vì cái suy nghĩ là theo cái suy nghĩ của mình chứ chưa phân tích theo cái chiều hướng của mấy đứa nhỏ. Cho nên là nóng tính đó. Đó, có cái điều là ăn hơi lâu. Dạ. Không phải vừa ăn mới vừa làm gì. Không vừa phải, vừa coi game ăn hay là coi TV ấy, mới ăn bình thường ấy, nhưng mà ăn rất là lâu tại vì lý do ở chỗ là nguyên dọn cơm cả nhà cùng ăn, ba cha con ăn xong rồi coi TV chuẩn bị đi ngủ luôn rồi mẹ vẫn còn ăn. Là mẹ chắc mẹ ăn sau cùng á, mẹ dọn dạ, xong rồi sao mẹ ăn. Em nhai cho kỹ để cho nó tiêu hóa cho tốt hay sao? Không, cái này tôi đồng cảm không nổi. Em sợ bị đau bao tử cho nên em ăn chậm lắm. Chị cũng vậy đó, chị ăn rất chậm, chị ăn chị thưởng thức á em chứ dạ. Không phải là chị ăn. Nhưng mà cái chậm lùa của chị em biết là nó có thể chấp nhận. Còn qua ông Kiên ông kể đó, ba cha con ăn xong rồi để coi tivi sắp ngủ rồi bà vẫn còn ăn. Tức là chậm lắm nha. Bà là người dọn ra đồ ăn nè, dọn này thiếu này cái là chạy tăng tăng toan toan đi vô lấy đó, rồi thiếu này thì nó cũng phải vậy. Dạ dạ đúng rồi. Rồi coi là bà là người ngồi ăn sau cùng. Dạ đúng chính xác. Còn chị, mấy cha con là đồ ăn có cái gì ra là ăn đó, ăn đấy không có chờ đủ không, không chờ đúng. Không chờ mẹ trời vừa ơi. Ăn xong cái đồ kéo nguyên qua bên cái sofa ngồi coi tivi hả? Đúng rồi. Rồi giờ Kiên mong muốn cho bà Yến của mình á, bà thay đổi điều gì nhất? Chồng chỉ có muốn bớt đi cái sự nóng tính và nhân cái kỷ niệm đặc biệt là đến với chương trình này thì Kiên có điều gì muốn nói hay không, hay là có một cái điều gì bất ngờ dành tặng cho Yến hay không? Thì anh cũng xin lỗi những cái khoảnh khắc đó thì anh cũng nóng tính thì anh đã hành động, nó nói chung là không thôi là phát ngôn nó cũng không có vừa phải với vợ. Thì qua chương trình này anh cũng xin lỗi vợ. Thời lúc mà mình quen nhau thì anh chưa có một cái lời cầu hôn cũng như là có một cái buổi cầu hôn, thì hôm nay anh chính thức anh muốn cầu hôn vợ cho nhiều năm tiếp theo. Ôi quà wow. Thường là cầu hôn là hay có hiện kim đó. Lắm hồi nãy ông để nó hiện kim đó nó nổi lên trời ơi Yến ơi nhiệt á, trời ơi đôi bông nhiệt á. Trời ơi, đôi bông này tự nhiên mình nghĩ tới cái miền quê sông nước của mình ở miền Tây á, là bà mẹ lúc nào nhiều. Con đi lấy chồng là cũng có cái đôi bông tai á. Rồi, thôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi, hung cái. Rồi. Và hai em giới thiệu cho mình. Dạ, em tên Hồ Xuân Tấn, năm nay 31 tuổi.
là nghề nghiệp là kinh doanh. Còn em? Em tên Lê Quỳnh Anh, em 27 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Bác sĩ gì cơ? Dạ, pháp y ạ. Ngạc nhiên mà em còn thật à, em cười bác sĩ pháp y không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà phải... hơi bị ấn tượng với em á. Dạ. Tại vì em là một người phụ nữ mà nhỏ nhắn mà rất là xinh xắn. Dạ. Xem gan quá vậy. Em làm bác sĩ pháp y là à, em học đa khoa xong đang theo đuổi ngành đó, em thấy ra có đam mê. Vậy đó hả? Dạ. Sợ không? Ban đầu sợ chút, bây giờ hết sợ rồi. Không quen rồi đúng không? Nhưng mà lúc từ lúc có bầu là mình ở nhà không hay là vẫn giờ ở nhà? Đúng rồi, không có bầu mà đâu đúng đâu rồi, nào rồi. Mà đi công việc có được. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn hai bạn rất là quen, anh không biết là đã gặp các bạn ở đâu rồi. Bây giờ đoán chị biết nè. Hay không? Một chương trình. Chương trình gì? Em thật là không biết không hay là em xạo? Không biết thiệt á. Bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, dạ đúng rồi nha. À, đó là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhờ ông Tơ Quyền Linh và bà Nguyệt Cát Tường cho nên là hai bạn đã share duyên kết tóc cho hai bạn đúng không? Nói chung là không có biết gì hết, giống như mình lên đăng ký chương trình để tìm bạn. Ý trung nhân của dạ, mình. Dạ, ý trung nhân vậy đó. Cho nên chung cũng có đó là cái duyên số của mình á. Ừ. Anh tìm sao tới giờ ngồi đây luôn. Mà chị hỏi là lúc nào tụi em nói chuyện mà chưa thấy mặt đó thì không nói chi, nhưng mà lúc mà tụi em thấy mặt nhau rồi á là cái cảm giác có giống lúc trong đầu mình tưởng tượng không? Không nghĩ là chồng mình cũng khá là trai vậy. Với lại cứ nhìn vô thấy sao hai người cứ giống nhau. Tức là giống như mình gặp cái tự nhiên mình cảm giác giống như nó có cái gì đó là một cái sợi dây mà nối từ trong tiềm thức từ ngày xưa đúng không? Dạ, nó rất là gần gũi đúng không? Dạ. Cái cảm giác ngộ lắm á Bin. Mà anh suy nghĩ nha, khi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thương là những người mà người ta không tìm được cái ý trung nhân của mình ở ngoài đời. Dạ. Cho nên họ đến với chương trình. Hai bạn nhìn bề ngoài ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Nghĩ là này cũng đầu hoa dữ lắm là đây cũng hao đại gia dữ lắm nè. Nhưng chắc chắn là tham gia chương trình là muốn lên truyền hình đấy chứ không một lý do khác. Em tham gia là mẹ em đăng ký cho em. Xong rồi cái ngày hôm đó đi học thì có nhận cái lời casting thì em đi ra em đi. Lúc đó mình đang theo đuổi pháp y thì mình nghĩ chắc cái ngành của mình người ta cũng vẫn quen với mình mà người ta không tiến xa thôi. Tại vì người ta nghe cái ngành nghề của mình người ta cũng nhạy cảm. Cho nên mạo hiểm rồi mình đi. Còn em sao? Sao em tham gia chương trình? Giống nhìn lại thấy cũng lớn tuổi rồi. Tại lúc đó cũng 28 tuổi. Thì em nói là để lên chương trình. Tại chương trình cũng hay á. Thấy cũng giới thiệu thực tế. Cho mình xem mình muốn tìm một người để mình cưới luôn. Thì em biết mai đâu thì mình cơ hội thêm nữa. Dạ. Thì... Không ngờ. Dạ không ngờ. Cũng cái duyên nó đến. Chương trình. Dạ. Không ngờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò lại. Vợ vừa đẹp vừa giỏi ha. Trời ơi chồng cũng vậy. Vừa đẹp trai lại làm kinh doanh đúng không? Dạ. Nếu chị còn trẻ thì chị sẽ tham gia chương trình. Mà khi mà dán cái màn lên biết là chồng mà gặp tôi thôi. Nhưng mà sau khi mà hai bạn biết nhau nè, rồi tìm hiểu nhau nè, rồi bây giờ thì là đã sau đám cưới và chuẩn bị có một thành viên mới như vậy á, các bạn có dịp mà gặp lại cái ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Dạ có. Tại vì thực ra là có nhiều khi á, mọi người lại nghĩ rằng á, là cái câu chuyện của các bạn là không có thực tế mà là tạo dựng lên để cho nó có một câu chuyện đẹp. Khi tham gia chương trình vợ chồng em trải qua nhiều chuyện lắm. Sau đó nhiều chuyện lắm sao? Rồi cũng nhờ sự động viên của anh chị trong chương trình đó với em thì vợ chồng em mới tiến xa hơn, mới lấy nhau. Thì bạn có thể chia sẻ là sau cái bấm nút đó thì cái câu chuyện tình của hai bạn diễn ra như thế nào, bạn chia sẻ luôn đi. Thì sau cái bấm nút của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nói chung là gặp nhau ấn tượng ở bề ngoài, như thấy vợ em cũng nói chuyện cũng chững chạc cũng như là lễ phép, chị của mình rất là thích mẫu người đó. Nhưng mà mình chỉ nghĩ là bên bề ngoài thôi, tại vì em là kinh doanh gặp rất là nhiều người đối tượng, chỉ khi mình gặp bên bề ngoài thì mình khó đánh giá được. Mình cứ để từ từ mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, chứ mình không có lúc đó mình không có dồn dập liền, cũng để xin số điện thoại xong rồi từ từ một thời gian sau tìm hiểu nói chuyện một vài lần thấy hợp thì xong mình mới mời về dưới nhà xong để đánh giá. Thì dưới nhà em thì cũng lấy xích, thấy vợ em lại giỏi giắng chuyện gì lễ phép thì đó lại là một cái động lực cho mình nữa. Mình cảm nhận mình là một chuyện, nhưng mà khi tới với người lớn người ta có kinh nghiệm nhiều quá, nhìn ta nói thì mình lại thấy tự tin hơn. Mình thấy là đây cũng có lẽ là một nửa của mình rồi. Đó, mình thấy quyết định của mình là cần chính xác. Còn vợ thì sao? Lúc quay xong thì cũng có xin số, hai vợ chồng tìm hiểu nhau cũng 6 tháng. Rồi chính thức yêu nhau là 1 tháng 17 ngày. Rồi mình mới tiến tới đám nói, đám hỏi, đám cưới. Tại đối với vợ chồng em á, chia sẻ với nhau là yêu nhau dễ lắm. Một cái nhìn thoáng qua cũng yêu. Nhưng mà để mà nếu mà đi tiến, hai chồng tiến xa hơn á thì phải lắng nghe và hiểu nhau. Tụi em lấy nhau là bao lâu rồi? Cũng mới đây, cũng gần. Vậy thì dạ, trong cái thời gian về ở chung nhà với nhau, vậy thì có vỡ mộng gì về cô vợ này không? Coi như đến giai đoạn dịch mặt đó. Em cũng không có vỡ mộng gì nhiều, nói chung là cũng đáp ứng của mình cũng 70% rồi, cái sở thích của mình rồi. Nhưng mà có cái thì nhiều khi vợ hay nói nhiều, cằn nhằn, nói chung là như mình nghĩ cái gì đó là vợ nào cũng vậy. Hơi bị hung dữ xíu. Hơi bị hung dữ xíu. Nào giờ có động thủ với em chưa? Nói chuyện lớn tiếng thì có chứ chưa có.
chưa động thủ. Thế em á, đại hội vạch mặt chồng em cũng không có vấn đề gì hết, ngoài ảnh mê tập gym thôi. Tập gym à? Dạ, mê tập gym với hơi vô tư. Tập gym tốt ạ, giữ được cái phong độ đó tốt lắm á. Sáng 5 giờ là thức rồi, ăn nhẹ rồi đi tập, tập xong rồi về ăn rồi tắm đi làm. Mê gym lắm à. Lúc thời gian đầu là có khi hai vợ chồng cả ngày gặp nhau chắc được 1 tiếng, nói chuyện với nhau chừng 2 câu, à nay đã ngủ. Tới lúc có bầu thì đổi sang buổi sáng. Còn trước đó là cứ chiều đi 9 giờ về là phải nghỉ ngơi 10 phút, ăn 15 phút, nghỉ ngơi tiếp 15 phút rồi đi tắm, tắm xong rồi đi ngủ. Rồi chế độ ăn uống nữa mà, rất đúng rất không? Rất dạ, rất là quy tắc. Em nói nào mà em có chút ganh tị với cái gym. Ghen, ghen với cái gym á. À đó. Mà nhất là trong cái giai đoạn mà em đang mang bầu, có bao giờ trong đầu em nghĩ là ông chồng này ông đến cái phòng tập gym nó là vì cái khác hơn là mấy cục tạ? Dạ không, em không nghĩ gì đâu. Lúc đầu thì buồn lắm, em hay khóc lắm, hay tức lắm, tại vì đã lấy mình rồi, mình nhiều khi về cái mặt mình ảnh chưa nhìn mà nhìn ảnh nhìn cái hũ sữa trước rồi, phải ăn sữa, trái cây rồi uống sữa. Nhiều khi bực quá, chồng em rất là im, hai chồng mình cự lộn, em đã im, ảnh cũng im, em đổi phương hướng và không im nữa, chửi chửi đi cho hai bạn, anh vẫn im, cứ cười làm gì đó. Nhiều khi vậy nhiều khi em ấy, nhiều khi em nói đang có bầu đang bực mà còn điên thêm. Em có cho rằng chồng em bị vô tâm không? Cũng khá vô tâm, tại vì thời gian đầu ảnh chưa có quen cuộc sống mà có một người bạn đời kế bên. Anh nhiều khi ăn cái gì cái ảnh ăn gần hết rồi, ảnh mới nói ê chết chồng em ăn chưa em. Phải ăn mình trước á. À ảnh quen cái thói quen đó rồi thì ăn ngon. Cái mình nói ủa sao anh ăn hết rồi, anh mới kêu em không anh ăn thử coi đó dở hay ngon. Em nói vậy là đúng rồi, tại vì ngon anh ăn hết rồi, cái gì còn cho em ăn nữa. Đến khi mà anh ăn cái gì đó anh không thích, anh nói dở ăn này đi, dở lại em biết cái đồ ăn nó dở. Anh không hợp với sở thích. Có gì không? Thời gian đầu em cũng vô tư chuyện đó, tại vì quen em cũng rồi, biết nấu ăn đó. Em cứ nấu xong mình thấy mình nấu xong mình muốn thưởng thức món ăn mình liền, thì nó đang nóng đang ngon thì mình muốn ăn cho nên ăn liền. Bây giờ có vợ em cũng nghĩ như vậy. Vì khi có vợ giờ em cũng ngồi ăn, nhưng mà bây giờ cũng hơi có mà ít hơn, cũng mình sẽ ăn nhưng mà cũng gần xong mình nhớ vợ có ăn chưa. Bắt đầu quen với cuộc sống là có một người bên cạnh mình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Cái ít lên Facebook á. Vợ em ơi lên Facebook, em không biết coi gì, nhưng mỗi lần em nói rồi sao em bỏ thời gian Facebook nhiều quá vậy, sao em nằm nghỉ ngơi hay gì đó, vợ nó lên coi mấy clip về em bé hay này kia, nó chia sẻ thông tin, cái em cũng thông cảm, em cũng biết. Nhưng mà nhiều khi đừng coi quá, khuya quá cũng không tốt. Đang có bầu ôm điện thoại bớt nhiều quá không có tốt. Dạ. Cái đó là khẳng định luôn, không có tốt. Rồi còn em mong muốn ông xã em thay đổi gì? Mong muốn là thương vợ nhiều hơn một chút nữa. À chưa đủ á. Dạ. Mỗi lần cãi nhau phải nói chứ im khó chịu lắm. Tại vì bình thường hai chồng đã chẳng nói chuyện với nhau nhiều rồi, chỉ có được cái cãi nhau là mới nói với nhau nhiều thôi. Còn em mà giận lên chỉ có em chửi và ảnh cứ im. Mình chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nhiều. Nghĩ là vợ có bầu nên không lời qua tiếng lại có không hay. Em lớn tiếng em chỉ nói vợ em nhỏ câu, nói em nói nhỏ hay nhiều khi người ta ở ngoài ta nghe tưởng nói em chuyện mình. Tại vì em không có vợ em nói nha. Dạ em cứ nói quang quang lên em ngồi em ngu. Em bây giờ vậy nè em, cái lúc mà gây lộn thì đừng có nói. Dạ. Để cho qua cái chuyện đó, nhưng mà khi mà không gây lộn nữa em phải kiếm cớ kiếm chuyện để em nói chuyện với vợ em. Dạ. Để chia sẻ với vợ em. Ví dụ như là cái clip mà về em bé đó, em coi mình chi em bắt chồng em coi chung. Ủa anh không thích vậy? Không thích phải coi, là vì những cái kiến thức tối thiểu em phải có. Dạ. Khi hai vợ chồng cùng coi chung một cái vấn đề gì đó là có một cái sự chung nhau thì cái tình cảm nó sẽ khác. Vợ em sẽ bớt cảm thấy cái sự mà đơn điệu trong cuộc sống nè, bớt đi cái buồn chán, cái cô đơn á. Nhiều khi người ta nói trời tự nhiên tự cô đơn trong căn nhà của mình á. Rồi cảm giác đó dễ sợ lắm. Tại vì khi em đi tập gym em xả được, chứ vợ em là đâu có xả được. Đó bây giờ coi điện thoại nhiều quá thì cũng không tốt cho em bé. Thì giờ phải làm sao? Cần cái sự mà chia sẻ của chồng mình. Chị nghĩ em phải thay đổi ngay từ giờ phút này đó. Còn em yên tâm là sau khi vợ em sanh xong rồi á thì cũng chưa có hết cầm ràm đâu, lại tại vì người ta còn cái hậu sanh nữa, càng phải nhịn nữa. Và càng phải chia sẻ. Em phải chia sẻ, không là vợ em sẽ bị stress. Cái đó nói nghiêm túc luôn. Bây giờ đang bị stress rồi nè. Mà nếu mà sau khi sanh mà em vẫn tiếp tục là lúc nào em chỉ im lặng, lúc nào em chỉ cười và đam mê là với cô ấy, cái sở thích của mình, càng nặng hơn nữa, là mệt mỏi luôn á, là bị stress nặng luôn đó. Cái đó đừng bao giờ để cho cô ấy ngồi một mình nữa. Con ơi, ba con không có thương mẹ cái là rồi ba. Nó hoài vậy, ngày nào cũng nghe nó vậy. Chẳng bao giờ em thấy là con đang làm gì vậy. Em học thai giáo và cho em bé. Thì muốn cả hai vợ chồng cùng thai giáo. Còn ảnh thì hello, hello vậy thôi. Còn chẳng bao giờ con ơi sao hay đạp mẹ. Nhiều khi đang cơm đạp em khóc luôn á. Còn nhìn lại chồng mình ăn rất ngon, rất tỉnh. Chị nói em nghe, vợ em là một người phụ nữ rất là bản lĩnh, rất là cương nghị.
và có tính độc lập rất là cao. Yeah. Nếu mà em gặp một cô vợ mà không có bản lĩnh thì em còn mệt mỏi nữa, em không thời gian đi tập gym đâu, rồi em không có cười mãi được như thế này đâu, mà thế nào cũng sẽ gây lộn. Tại vì lúc người phụ nữ có bầu nó nhiều cái kỳ khối lắm. Đúng rồi. Yeah. Đó là một cái điều may mắn trong cuộc đời của em rồi đó. Cho nên chị thấy là tụi em quen nhau nó đã gần như là một cái trời định rồi. Qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò như vậy tụi em đã gặp được nhau. Rồi bây giờ tiếp tục tụi em lại chia sẻ cái chuyện cuộc sống của tụi em trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Thì chị nghĩ rằng là đừng bao giờ để mất nhau. Và chị nghĩ rằng là cái cuộc sống của tụi em nên dành những cái điều gì tốt nhất cho nhau trong cái gia đình nhỏ của mình. Và cái người mà tạo được cái điều đó thì là cái người chồng. Em phải tự chủ động làm cái việc đó. Em phải khám phá tiếp, vợ em chưa khám phá hết đâu. Em còn phải khám phá nữa. Cái đó chị nói nghiêm túc. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị đón chào thành viên mới, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, hạnh phúc. À, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ. À, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ vâng, con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thanh Hoa, năm nay con 27 tuổi. Ừ. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng và con đang sinh sống và làm việc tại vùng đất xinh đẹp Quảng Ninh, Hạ Long ạ. Hạ Long ạ. Dạ vâng. Em ơi, lâu lắm rồi anh ước ao được ra Hạ Long. Dạ vâng. Mà phải nói là gần 10 năm mà em chưa đi đó chị. Em sao chú, cháu gọi chú bằng chú mà chú lại cứ xưng anh. Ôi trời, cứ nhầm hoài đó. Chú, chú bây giờ lướt lướt ra. Để chú nói lại nha. Ừ, chú nói lại đi. Chú rất là ước ao được ra ngoài Hạ Long. Đó, Hạ tại vì Long. 10 năm rồi. Chú ơi, Hạ Long chứ mà Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Nó bị sai, Hạ Long. Hả? Mà 10 năm rồi là chú chưa có ra ngoài đó. Ồ, không biết mùa này ở ngoài đó thì là trời mát hay là trời nóng rồi dạ, cháu? Dạ. Nóng dữ không chị? Nóng, dạ nóng dữ lắm ạ. Tại vì hôm qua cô mới ở Hà Nội về. À, Hà Nam. Hà Nam chứ không Hà Nội. Ồ. Nóng khủng. Nóng hơn trong mình luôn à? Nóng lắm. Ồ, ở Hà Nam á, là ngày hôm qua hôm kia á, là nóng đỉnh luôn. Là ở trong nhà á, mà không có máy lạnh là 38 độ. Đi ra ngoài đường là 40 độ. Như vậy là nóng hơn trong Sài Gòn mình luôn. Nhiệt độ mà mình cảm nhận là lên tới 46 độ luôn. Cái gì ghê vậy? Trời ơi, chị nói em ngoài đường không có bóng người đi luôn. Ủa mà sao? Mà chị cảm nhận gì đâu mà ta lên tới 46 không, độ như vậy? Cái là trong cái chỉ số trong cái điện thoại á, khi mà giống như là cái độ nhiệt độ cảm nhận á. Đúng ạ. Ôi rồi lúc đó rồi chắc nhảy xuống biển coi như trầm mình ở dưới thôi đúng không? Dạ vâng, ở dưới ở Hạ Long thì ở ngoài đấy thì có biển là nhiều mà chỉ cần đi xuống đường là đã có biển rồi đấy ạ. Dạ vâng. Thích quá. Hạ Long thì sẽ mát hơn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng. Rồi còn con. Dạ vâng. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân và cháu là Mai Xuân Trường. Năm nay cháu 35 tuổi, hiện cháu đang công tác ở Quảng Ninh luôn. À. Cháu công tác bên gì? Con học dược, năm qua con đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ. À. Một bạn là dược sĩ mà làm văn phòng. Rồi nhìn về mà lớn hơn bạn này tới 5 tuổi rồi. Ủa 8 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi luôn. Mà nhìn trẻ măng hả? Nhìn tưởng đâu nhỏ tuổi hơn cô gái này luôn á. Thế thì là hai con là đều ở Quảng Ninh hết luôn. Dạ vâng, con ở Hạ Long Quảng Ninh luôn ạ. Nhưng mà hai đứa là trước đây chắc là quen nhau từ thời còn đi học hay là cơ duyên nào gặp nhau? Dạ vâng, có thể là chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô là sao? Là hàng xóm đúng không? Không, hát liền. Cũng cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Tức là hai bạn ở trong xóm đúng không? Dạ vâng, bởi vì là lúc đấy là chồng con có đang trọ ở ngay cạnh nhà con luôn ạ. À. Dạ vâng, thì là trong đấy trong một buổi tối trời trong thanh gió mát thì con đang ngồi học ở trên tầng 2. Thì đúng vào đợt mùa hè thì con có mở cửa sổ với cả ban công cho nó mát. Thì chồng con lúc đấy cũng đang làm việc ở trên tầng 2. Thế là chồng con mới nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có một cô bé đang ngồi học. Thì trong đầu thì cũng chỉ có ý nghĩ là cũng chỉ gọi là gọi cô bé, trêu cô bé một... Là trong đầu của anh đúng không? Không, xí, cô nói nè. Bây giờ nói về cái cảm của con đúng rồi. Một chút xíu tự anh sẽ nói là cô bé ơi để cho anh kể đi. Còn con á, cái phần của con, con lúc nhìn thấy cái người qua cửa sổ dạ. Đó. Lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng mà chồng con lại hú một cái. Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Dạ vâng, thế là như kêu vượn. Dạ lúc đấy thì con thấy chồng con hú một tiếng đầu rồi con cũng không để ý. Sau một lát sau thấy chồng con lại hú thêm 2-3 tiếng nữa. Con có nhớ cái tiếng hú đó như thế nào không? Chồng con chỉ hú lên một cái hú. Đó, thế là con mới bảo là con suy nghĩ ở trong đầu là sao tại buổi tối rồi mà lại không biết là còn có con gì nó đang hú. Thế con mới ngẩng đầu lên thì con thấy chồng con đang ở tầng 2 cửa sổ bên đối diện.
Thế là chồng con mới gọi, mới hỏi là em đang làm gì đấy. Thì lúc đấy ở trong phòng thì nó cũng hơi bị xa ấy ạ. Thế con mới không có nghe rõ, thì con mới đi ra ngoài ban công ở chỗ cửa sổ. Thế con mới hỏi là anh hỏi cái gì. Thì con mới, thì chồng con bảo là em đang ngồi học bài à. Thế con cũng trả lời hồn nhiên lắm, con bảo dạ vâng em đang ngồi học bài. Thì lúc đấy chồng con với cả con thì cũng lúc đấy cũng đứng nói chuyện ở ban công ấy ạ, cũng rất là lâu. Lâu xong rồi một hồi lâu thì bố con ấy ạ xem tivi đến mãi muộn thì mới đi ngủ. Thì mới nhìn lên trên tầng 2 là sao thấy hôm nay con gái mình học có vẻ muộn thế. Học muộn thế thì bố con mới đi lên trên tầng xem là không biết là hôm nay là con có nhiều bài tập hay là ngủ quên. Thì đúng lúc đấy là hai anh em đứng nói chuyện cũng khá là lâu thì chồng con đứng bị mỏi chân ấy ạ. Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ấy ạ. Bố con đi đến, thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ấy ạ. Dạ vâng, lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Thế đau quá. Lúc đấy thì không ra hiệu cho con là bố em ở đằng sau. Mà lúc đấy thì chồng con lại kéo cửa sổ xong rồi ngồi thụt xuống. Thế con mới nghĩ trong đầu là ơ sao đang nói chuyện mà lại chạy mất. Thế con mới quay ra đằng sau thì con thấy bố con đang đứng ở đằng sau rồi. Thế con cũng giật nảy người ra. Con mới giật mình, con bảo là ơ thế bố làm gì đấy. Thế bố bảo là ơ thế học xong bài chưa. Đứng ở ngoài ban công làm gì đấy. Thế con mới, lúc đấy con mới nảy số à. Con bảo là hôm nay nóng quá bố ạ, con vừa học xong con đứng ra ngoài ban công hóng mát tí. Thế là bố con bảo là nếu mà học xong rồi thì đi ngủ đi không muộn. Thế con cũng bảo dạ vâng con đi ngủ. Thế là lúc đấy con mới chuẩn bị là tắt đèn đi ngủ thì chồng con lại ngoi lên. Đấy tôi bây giờ để chồng kể nè. Dạ. Chồng kể nè. Dạ. Sao con? Con gặp vợ con đúng là như vợ con nói là nó qua ô cửa sổ. Lúc đấy vợ con đang ngồi học bài. Con biết rồi nhưng mà con nhìn từ xa là con có xác định đây là một cô gái xinh xắn không? Cũng lúc đấy thì vợ con mới học có đang ôn thi tốt nghiệp để nên học lớp vào lớp 10. Đi biết là thế bạn. Nhưng mà lúc ấy con thấy nó xinh không? Cũng nhỏ nhắn xinh ái. Thì xinh như mình mới phải khổ sở mà từ ở bên đây mà nói vói sang bên kia chứ đúng không? Dạ vâng. Vâng. Ủa nhưng mà lúc đó là con mới chuyển về cái nhà trọ đỡ hay là con ở lâu rồi? Lúc đấy thì con mới được 1 năm. Tức là con ở đấy một được năm con mới gặp cô này hả? Vâng, ở đấy con ở đấy được 1 năm rồi. Thì lúc đấy con đang ở nhà ở trên tầng 2. Vâng, thì con về đấy con ở được 1 năm. Thế thì hôm đó là lần đầu tiên con mới thấy con bé này? Mặc dù là con đã chuyển về đó 1 năm hay sao? Không, có nghĩa là vợ con thì nói chung là cũng đi làm với cả là vợ con đi học thì cũng gặp nhau nhiều nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện. Chưa bao giờ nói chuyện đúng chưa không? Chưa nói chuyện. Cho nên hôm đó mới mạnh dạng nói chuyện. Vâng. Rồi tiếp theo cái phần mà lúc mà bố lên ấy. Vâng. Lúc bố lên thì con chỉ nhìn thấy bố lên ở đằng sau. Thế là con mới thấy vậy, mình mới ngại ngùng quá. Thế là mình mới đóng cái cửa sổ lại giống như vợ con nói đấy. Mà cũng thế là mới khi bố con xong rồi thì bọn con lại nói chuyện tiếp. Bố xuống rồi nói chuyện tiếp nữa hả? Dạ vâng. Trời. Thế cái chỗ kẹp bên nó có sẹo không? Dạ không, nó chỉ đau và nó tím đấy thôi. Tím thôi, thế vâng. Sao lúc ấy con gọi tên vợ hay như nào là em ơi hay gì để hú? Thì con cũng không biết lúc đấy làm sao nhưng mà thì thấy vậy thì mình cứ hú lên cái thế là vợ cũng quay ra bắt chuyện. Thế là từ đấy là tạo một cái âm thanh lạ để cho người ta chú ý đúng không? Đúng ạ. Rồi sau đó rồi nói chuyện tới mấy giờ rồi mới vô ngủ? Sau lúc đấy thì bố con đi xuống ấy ạ. Thì là chồng con cũng lúc đấy cũng mạnh dạn lắm. Cũng hỏi là em ơi em có dùng điện thoại không? Nếu em mà có dùng điện thoại thì cho anh xin số nhé. Con thì con cũng không có suy nghĩ gì đâu. Con cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm thì mình cũng cho số. Hay là cho số xong thì khoảng tầm 5-10 phút sau con lên giường con đi ngủ thì con nghe thấy tiếng tinh tinh. Thì điện thoại kêu. Thì con mới thấy tin nhắn của chồng con bảo là đây là số điện thoại của anh. Thì em lưu vào nhé. Thế là con cũng vô tư lắm. Con nhắn tin lại con bảo là dạ vâng. Thế con cũng lưu lại vào luôn. Thế là từ đấy thì hai anh em cũng có nói chuyện xong rồi... Thích nhau. Thực ra rồi thì... cho chú hỏi nè. Dạ. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của con khi mà con gặp bạn này á dạ. là như thế nào? Thấy ảnh sao? Thấy ảnh dạ. có đẹp trai không? Có thích anh không? Thực ra thì con chồng con trọ ở nhà con gần nhà con ấy, cạnh nhà con thì là chồng con lại trọ cùng với 1-2 người bạn nữa. Thì con ấn tượng với chồng con lúc đấy có thể là
hàng xóm của nhau ấy ạ, thì có thể là đi qua đi lại thì có thể là anh em chào hỏi nhau ấy ạ. Anh mới đi làm về à, hoặc là em chuẩn bị là đi học gặp à. Trước rồi. Dạ vâng, có nghĩa là mình sẽ chỉ là chào hỏi kiểu xã giao hàng xóm thôi ạ. Thì là con ấn tượng với chồng con là hay chào hỏi con nhất, thì là con ấn tượng với chồng con là kiểu hay chào hỏi với cả hay kiểu niềm nở ạ, nhìn thấy gái là cũng kiểu cười xong rồi niềm nở tít mắt lên là hỏi chào hỏi nhanh á, kiểu mau mồm mau miệng ấy ạ. Dạ. Mau mồm mau miệng. Dạ vâng. Là thế ạ. Thôi gì? Dạ vâng. Rồi sau cái cuộc mà nói chuyện qua điện thoại đó thì bao lâu tụi con chính thức yêu nhau? Sau cái đợt đấy chắc cũng phải một thời gian lâu đấy ạ, bởi vì là bọn con có nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu? Chắc là khoảng tầm đến một năm, hơn một năm ấy ạ. Hơn dạ. Một năm là chỉ có nói chuyện qua lại là điện thoại thôi, nhắn tin thôi. Dạ vâng. Thế con có gặp bố của bạn không? Bố bạn có đồng ý cho con được giao lưu với con gái bố không? Dạ không. Bố cấm à? Không, bố không phải bố cấm mà chưa vì biết. Là bố chưa biết, bọn con vẫn giấu. Tức là làm du kích quân trong vòng một năm. Dạ vâng. Nhưng mà trong suốt một năm đó các con có lén đi chơi với nhau hay là có đi đâu đó mà tình tứ với nhau, không đi riêng với nhau? Trong vòng một năm đấy thì có nghĩa là lúc đấy con vẫn đang học cấp 3 ấy ạ. Thì hồi đấy thì con học cũng nhiều mà để ôn thi vào đại học ấy ạ. Thì chồng con cũng ngỏ ý là buổi sáng em đi học chính thì buổi chiều anh đi làm. Thì có gì anh lai em đi học nhé. Thế là chồng con cũng buổi chiều con học những cái môn phụ ở trên trường ấy ạ. Chồng con cũng hay lai con đi học buổi chiều. Lai là chở đó. Dạ vâng. Lai xe đấy, ngoài người Bắc lai chở. Dạ vâng. Vâng, hay lai con đi học. Thì là xong rồi mưa xong rồi thì bọn con nhắn tin qua lại thì cũng con cũng biết là thông tin là sắp đến là sinh nhật chồng con. Thì con cũng lúc đấy thì con cũng mạnh dạn con hỏi chồng con là con gọi điện con nghĩ trong đầu là không biết là chồng mình hoặc là con trai họ hay thích cái món quà kiểu gì, mà thời đấy thì con mới đi học thôi ạ. Không có nhiều tiền đâu ạ, thì con cũng suy nghĩ đắn đo lắm là không biết mua quà gì tặng cho chồng. Thì lúc đấy con mới mạnh dạn con gọi điện cho chồng con hỏi vu vơ lắm. Con hỏi là không biết là anh ơi, con trai thì bình thường người ta thích đội bóng nào, ở trong nước người ta thích đội bóng nào, với cả ở nước ngoài thì người ta thích đội bóng nào. Thế là chồng con cũng kể ra một số đội bóng. Thế con mới đánh lạc hướng, thế con bảo là thế bình thường thì anh thích đội bóng nào. Thế chồng con cũng bảo là anh thích đội bóng Arsenal. Thế là con mới đi vào cái tiệm bán đồ quà tặng sinh nhật, thì con thấy là cũng là may ạ, là ở trong đấy nó có cái món quà là nó in cái hình cờ của Arsenal ở trên hình cái cốc. Thế là con mới mua, con mạnh dạn con mua xong rồi tối về con mới nhắn tin, một hai hôm sau con nhắn tin cho chồng con bảo là anh ơi anh có rảnh không thì em mời anh đi cà phê nhé. Thì chồng con cũng không có từ chối đâu ạ, chồng con cũng mạnh dạn lắm, trả lời tin nhắn là ok thế thì có gì tối anh qua đón. Thế rồi, là chồng cả đi cà phê sao chồng? Hôm đấy thì trước sinh nhật con ấy, thì là vợ có hẹn là đi cà phê, thế là con mới dẫn vợ đi lên quán cà phê. Nhưng mà có cái có nghĩa là hồi xưa nó không như bây giờ. Bây giờ là hồi xưa thì bây giờ là nó thay đổi nhiều. Trước là bên này là cây cầu Bãi Cháy, thì ở dưới thì có một cái quán cà phê ở trên đấy, là quán cà phê chỗ sao biển ấy. Quán cái sao biển thì nó ở rồi sao nhưng mà vô quán cà phê như thế nào? Vô quán cà phê thì hai anh em cũng mình cũng gặp nhau nói chuyện. Nhưng mà cái lúc đó là hai đứa là thân mật đến mức nào? Tức là đã nắm tay chưa? Đã thơm má chưa? Dạ lúc đấy thì chưa chú ạ. Chưa gì luôn. Chưa, đó. Trong cái thời gian mà đánh kích. Bây giờ cho nên là em mới hỏi cho sâu sát luôn. Đúng nhanh rồi. Lên tại vì chúng ta không có thời gian. Không cần phải chi tiết. Đó như thế nào? Vì lúc đấy cũng ngại. Vẫn còn ngại đúng không ạ? Là vẫn vẫn chưa mạnh dạn. Sợ bố theo dõi đúng không? Dạ vâng. Tức là không phải chỉ uống cà phê thôi. Vâng. Rồi á, khi nhận quà đó. Thì có xúc động không? Đúng rồi. Lúc đấy thì nói chung là cũng có chút gọi là mình cảm thấy bất ngờ. Và cũng xúc động. Đúng rồi. Vâng. Mình rồi. Xúc động thì lúc ấy làm nào? Lúc đó là có nắm tay không ạ? Sau đấy thì có nắm tay. Phải nắm vâng. Liền chứ đúng không? Vâng. Nắm có liền. Thơm nhẹ một cái không? Có thơm má. Cái thế con có phản ứng không? Dạ, thì lúc đấy thì hai em đang ngồi cà phê với nhau. Thế là tự nhiên quay ra chồng thơm vào má một cái. Thế là tự nhiên thì cũng bất ngờ, nhưng mà cũng khoái. Tự nhiên được chồng hôn cho một cái bất ngờ thì cũng khoái, cũng vui, cũng thích. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng ngại ạ, nên là mình cũng không có
mình cũng ngồi im luôn, mình cũng không có dám nói gì. Thế là hai anh em cũng phải đứng hình mất 5 giây, xong rồi hai anh em lại nói chuyện nhầm với nhau tiếp, xong rồi đi về. Vâng, như là chính thức là yêu nhau đấy. Dạ vâng, cái hôm sinh nhật giờ đi đấy. Vậy là yêu nhau bao lâu nè, rồi tình yêu có lãng mạn không? Đó, rồi có chia tay không? Tức là tụi con yêu nhau là được bao nhiêu lâu thì mới cưới nhau? Bọn con yêu nhau là được 11 năm mấy ngày. 11 năm đi, thôi 11 năm thôi. 11 năm. Đó, hơn 11 năm đó. Vâng. Rồi có chia tay chia chân gì không? Có, trong thời gian 11 năm thì có. Và tại sao chia tay? Có chia tay lúc mới yêu hay là lúc mà yêu cái thời học cấp 3 thì bọn con không chia tay mà lên đại học. Nên lúc mà vợ con đi học đại học thì lúc đấy sẽ có xảy ra nhiều thứ, với cả là học xa nhà rồi nhiều có nghĩa là cuộc sống rồi mọi thứ nó cũng thay đổi, nên là nó cũng có những cái chạch, nó cũng có những cái lệch đi, thế là đâm ra là hai vợ chồng có những cái khúc mắc. Thế là nhưng lúc con đi làm chưa? Lúc đấy con vẫn đang đi làm. Con đang đi làm, thế vợ con đi học đại học xa. Thế là xa mặt cách lòng đấy đúng không? Chia tay trong bao lâu? Dạ thực ra thì hồi đại học á, tính của con cũng trẻ con lắm ạ. Thì thi thoảng nhiều khi mà nhắn tin nói chuyện với chồng ấy mà như kiểu là không cùng tần số với nhau thì mình cũng dỗi, mình cũng giận. Xong rồi mình tính trẻ con thế nên là mình cũng hay nhắn tin bảo là giận dỗi thì là bảo chia tay. Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ khoảng tầm 2-3 ngày sau chồng con biết là con kiểu gì con cũng sẽ nguôi ngoai không có giận nữa, thì chồng con lại nhắn tin làm hòa. Thế là con với chồng con lại như là từ lúc như kiểu là yêu lại từ đầu ấy. Đấy, cứ khoảng tầm răm bữa nửa tháng lại chia tay. Nhưng mà nói là để chia tay mà để lâu nhất ấy thì có thể là 6 tháng. Từ thời sau khi mà con học đại học xong thì bọn con có sự xáo trộn về công việc. Lúc đấy con mới học đại học xong thì vẫn chưa có công việc ổn định. Và đợt đấy thì chồng con cũng lại vào miền Nam để mở rộng thị trường cho công ty. Thì là con với cả chồng con cũng có những cái áp lực riêng về công việc cũng như là cuộc sống ạ. Thì là mình không có chia sẻ được nhiều với nhau. Thế nên là mình cũng không có thời gian để nói chuyện. Ai là người đề nghị chia tay? Con ạ. Dạ vâng. Con chia tay vì lúc ấy là chắc là trong đầu suy diễn là chắc là chồng vào miền Nam rồi thế nào cũng có cô này cô kia cô nọ đúng không, môi trường mới. Ghen đúng không? Ghen xong rồi là buồn dạ, xong rồi không cho giải tỏa được. Thế là chia tay đúng không? Dạ thực ra thì con cũng không phải là tuýp người hay ghen đâu ạ, mà tính con là kiểu tuýp người không thích yêu xa. Vâng, với cả là tính là thích được chiều chuộng, với cả thích là có người yêu ở gần mình hơn. Thế nên là chồng mà ở xa thì sẽ không có quan tâm nhiều. Thì ai làm hòa đó? Trong tất cả mọi lần mà cãi nhau chia tay thì con vẫn là người làm hòa. Con là người làm hòa. Vâng. 6 tháng chia tay 6 tháng là con cũng là người làm hòa luôn. Vâng, vì là con đợt đấy trên mạng xã hội thì vợ con có dùng Instagram ấy. Thế nhưng mà vì là bọn con cũng không là bạn với nhau. Thế khi lên trên đấy thì sau 6 tháng rồi thì lúc đấy con mới thử vào cái Instagram của vợ. Thế con mới đọc, thế là vợ mới viết với ý là mà viết cái status đấy, tâm trạng. Thế là con mới đọc lên thì con mới thấy thế, đâm ra con mẹ nhắn tin làm hòa với bạn. Chỉ vậy thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà trong suốt 6 tháng đó, đây nè, chỉ nhắn tin làm hòa thôi, nhưng mà lúc đó con có quay lại quê mình làm việc hay không? Hay là vẫn tiếp tục đi làm ở xa? Con lúc đấy con làm hòa thì con lại tiếp tục vào, vẫn vào miền Nam. Bởi vì con vào miền Nam thì con làm ở trong này mất hơn một năm. Rồi mới quay về. Vâng, thì con mới quay về. Rồi thì tụi con yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Là 11 năm đúng không? 11 năm đúng không? Lý do sao mà yêu lâu dữ vậy? Gia đình bên con có chấp nhận ảnh không? Bố con có ok ảnh không? Thực ra thì gia chồng con là ăn chay trường, còn con lại là người ăn mặn. Dạ vâng, thì lúc đầu bố mẹ con thì cũng hơi lăn tăn một chút về cái vấn đề đấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng có ngồi tâm sự với bố mẹ, thì bố mẹ cũng thông cảm, cũng hiểu, thì là bọn con mới tiến tới hôn nhân. Là như vậy ạ. Thế bây giờ con vẫn ăn chay à? Vâng, con ăn chay trường luôn. Vâng. Ủa lý do gì con ăn chay trường? Con ăn chay trường luôn với chồng chưa hay là vẫn ăn mặn? Dạ con thì thi thoảng thôi ạ. Ồ. Dạ vâng. Nhưng mà con có thể tâm sự chút xíu tại sao con lại ăn chay trường? Cái cơ duyên con đến biết đến đạo Phật và ăn chay trường là cái năm đấy là con lớp 9 và sắp sửa lên lớp 10. Thì con ăn chay từ năm 2003 đến bây giờ. Thì lúc đấy cũng có cơ duyên là được mẹ hướng dẫn.
rồi mẹ cũng bảo mình cũng đi chùa, rồi thế là từ đấy là mình thấy là có cơ duyên. Mọi thứ nó tốt đúng không? Nó tốt. Rồi. Rồi. Quá tốt luôn. Rồi bây giờ là sau đó là con thuyết phục bố. Vâng. Thuyết phục bố là như bố an tâm để cho hai đứa cưới nhau. Dạ, vâng. Đúng không? Vâng. Có nghĩa là tụi con là chỉ có một cái rào cản duy nhất là ở bố thôi. Thực ra hay là còn cái gì khác nữa? Thực ra thì rào cản là ở mẹ nhiều hơn. Bố con thì lại là một người rất tính, rất là thoáng, thoải mái và yêu chiều con gái. Thế nên là con gái mà có nói gì thì cũng sẽ là đứng về phía con gái nhiều hơn. Dạ vâng. Rồi bây giờ tụi con cưới nhau rồi thì là hiện tại là chồng con có phải ở xa, có đi công tác ở đâu nữa không? Dạ, chồng con thì do là tính chất công việc, thế nên là sẽ phải đi đi về về giữa hai tỉnh ấy ạ. Và con thì ở Hạ Long và chồng con thì lại hay làm việc ở như là Cẩm Phả hoặc là các tỉnh ở thuộc tỉnh Quảng Ninh ấy, như là Hạ Long, xong rồi đi Uông Bí, Đông Triều, thế nên là sẽ không có ở gần nhau nhiều. Thế nên là cũng đi như kiểu là đi công tác ấy, thi thoảng thì mới về thôi ạ. Dạ vâng. Thế hai đứa có con chưa? Dạ, con mới được đang bầu khoảng tầm 4 tháng ạ. À là đứa đầu tiên hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không biết luôn á. Nhưng không biết luôn á. Dạ. Vậy là tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con mới cưới nhau được từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là được 6 tháng. À, mới có 6-7 tháng hả? Dạ vâng, mới thế ạ. Ôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Ôi nhưng mà biết là trai gái chưa? Dạ con biết rồi ạ. Gái là trai. Một bé gái ạ. Wow, chúc mừng nha. Rồi. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Dạ vâng. Tới phần kia con biết mà đúng không? Con xem chương trình này rồi con biết phần kia là phần gì. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Cặp này cũng khó ha, tại vì đến bây giờ mà vẫn cứ gần như là sống xa nhau, cứ yêu xa thế nhỉ. Chồng đi công tác liên thế thì làm sao mà biết được cái tật xấu của ông ấy? Tật xấu nhỉ, có thấy không? Dạ thực ra thì bọn con yêu nhau lâu ấy, thế nên là nhiều khi tật xấu nó cũng có từ cái thời yêu nhau đến bây giờ nó vẫn duy trì ấy ạ. Dạ vâng. Ví dụ như là chồng con ấy ạ thì thường là rất là hay kiểu cao su ấy ạ. Ví dụ như là con gái người ta đi chơi, người ta còn phải son phấn, người ta còn phải quần áo các thứ, thì người ta còn phải cao su để cho chồng hoặc là con bạn trai người ta chờ. Nhưng mà chồng con thì lại ngược lại. Con thì con son phấn, mặc váy đẹp, xong rồi xong xuôi hết tất cả các thứ rồi thì chồng con vẫn chưa thấy đâu cả. Hẹn là khoảng tầm 5-10 phút nữa anh Quang đón em nhé. Nhưng mà con phải chờ khoảng tầm ít nhất là con phải nhân lên khoảng tầm nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ chồng con mới qua. Ủa sao vậy? Dạ. Chồng con là cũng chắc là cũng làm đỏ mới ạ. Vâng, đấy. Ê, con ở nhà con làm gì mà trễ quá vậy? Con có đánh phấn à son gì không? Dạ không phải đâu chú ạ. Vì là con tính chất công việc ấy, nắm lúc công việc của con là làm kinh doanh mà. Thật ra là nó cũng có nghĩa là nó cũng liên tục trong cái trong ngày nó cũng không cố định, giờ giấc cũng không kịp đúng không? Nhiều khi nó cũng bị động. Nhưng mà có cái kỷ niệm nào về cái vấn đề là giờ cao su mà nó làm cho con bực hay làm cho con có một cái kỷ niệm gì đó đáng nhớ không? Thực ra thì chồng con là có những cái đợt mà đi chơi ạ. Chồng con cao su đến độ mà làm con chờ lâu ấy ạ. Chờ lâu hay lên là nhiều khi mà đi chơi là con kiểu con cũng không vui ấy. Con hay dỗi ấy, là ý là bắt mình chờ lâu như thế là mình đã không vui rồi, đi chơi người ta phải đúng giờ ấy ạ. Vậy là bạn này chắc là cũng hơi chậm chạp lề mề đúng không? Chồng con là mọi thứ rất là bình lặng, ăn chay mà em. Dạ. Ăn chay mà nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng bình thản vậy đó. Từ từ. Biết là trễ đó nhưng mà thôi cứ từ từ. Sớm hơn 5-10 phút thì cũng thế, cho nên là cứ lững thững, cứ bình thường mà đi thôi. Đúng không? Dạ. Đó. Rồi. Dạ, còn gì nữa không? Thứ hai con nghĩ là chắc là chồng con cũng liên quan đến thời gian ấy ạ. Là chưa biết bố trí thời gian cho nó hợp lý. Ví dụ như là hai vợ chồng mà có đi công việc với nhau ấy ạ, thì chồng con sáng ra là ví dụ như là sáng ra phải chuẩn bị mọi thứ đi để đến giờ là mình chỉ có đi công việc với nhau, có hẹn rồi, giờ giấc cụ thể rồi thì mình phải đến đúng giờ ấy ạ. Nhưng mà chồng con thì nhiều khi cứ ung dung ấy, cứ đi ra ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm chim, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm cây ạ. Thì là xong rồi quay ra con hỏi là chồng đã chuẩn bị xong chưa để còn đi công việc, thì quay ra bảo con là anh chưa chuẩn bị gì cả. Đấy. Chưa, quần áo thì chưa xong rồi, thì chưa làm cái gì cả. Đã nói người ta ăn chay mà mọi thứ vẫn cứ bình thường. Vâng. Nhẹ như lông ngọc. An nhiên tự tại. An nhiên tự tại. Vâng, đấy đúng rồi. Rồi sao? Ăn chay mà có nóng tính không? Nói chung con có nóng tính.
Thế nhưng mà để vợ khai luôn con. Sao anh có nóng tính không? Sao lại nóng tính là thế nào? Trong cái trường hợp nào mà lại nóng tính? Nóng tính thì có thể là những lúc mà cãi nhau ấy ạ. Bởi vì là con thấy là từ lúc quen con thì con thấy là con với cả chồng con thì ai cũng có cái tôi của mình cũng lớn. Thì là suy ra là nhiều khi chồng con cũng nóng tính. Thế là đâm ra là hai vợ chồng từ lúc mới yêu nhau quay ra là cãi nhau. Cãi nhau thế nên là tần suất mà chia tay nó cũng nhiều là như vậy ạ. Vâng, nó cũng liên quan đến nhau đấy ạ. Thế là nóng tính hay là cọc tính? Nóng tính ạ, chứ không cọc. Nóng thì là nói to thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Cọc mới là đập đồ đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nói to. Rồi. Thế còn cái gì nữa? Thế có gọn gàng, có tinh tươm không? Hay là lại bừa bộn gì? Nói chung là mọi thứ đều ung dung tự tại. Ví dụ như là tôi ăn cái này tôi để đây đi, rồi tí nữa tôi từ dọn. Từ từ tôi dọn. Thế thì từ sáng đến chiều thì cũng vẫn làm tí nữa tôi dọn đấy. Ví dụ thế. Thực ra thì chồng con thì lại được cái tính đó là gọn gàng, sạch sẽ. Vâng. Chồng con mà đã làm cái gì ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa là phải gọn cho nó sạch cái gì nó vào cái chỗ đấy. Thôi như vậy là tốt rồi, không phải là thật xấu. Rồi bây giờ mong muốn bạn này thay đổi điều gì? Thực ra thì thay đổi thì con nghĩ là cũng chồng con cũng đã thay đổi nhiều rồi ạ. Như là về thời gian ấy ạ, chồng con bây giờ là cũng bớt cao su rồi đấy ạ. Vâng, cao su thì thời trước thì cũng không có nhiều như là trước nữa mà vẫn có cao su nhưng mà chỉ là cao su khoảng tầm 5-10 phút thôi chứ không như hồi xưa là đến nửa tiếng. Nói chung là 80% thay đổi chứ bây giờ con không còn mong muốn thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ tới con. Giữ yên như thế này nhá. Dạ. Ok, tốt rồi. Đó, bây giờ tới con đó. Vợ ấy có tật xấu gì nào? Vợ con nhiều lắm. Trưởng thành chưa hay vẫn trẻ con như xưa? Vợ con vẫn trẻ con. Thí dụ một cái tính trẻ con coi. Trẻ con là ví dụ như là trong một cái việc gì đấy, ví dụ vợ chồng đi cùng nhau này, hay là gặp trường hợp gì đấy chẳng hạn, thì vợ con hay có cái tính là cầu nhàu và nổi nóng nhanh hơn. Kiểu mình cũng không điềm tĩnh để xử lý cái sự việc đấy, nó cứ bình tĩnh. Cầu nhàu hoài. Vâng, ý là cũng cầu nhàu hoài mà cứ ví dụ như là có người gọi điện hay là bảo là đi công việc này công việc kia chẳng hạn, thì vợ con này cứ giục phải là nhanh lên rồi chuẩn bị nhanh lên, thì con bảo là cái gì thì cũng cứ bình tĩnh rồi mình sắp xếp thì nó. Rồi hai người gây nhau. Vâng, cái xong rồi từ đấy giờ thế là vợ cứ gây chuyện, nhưng mà con thì vẫn lúc vợ gây thì con lại cũng không nói gì, con cũng để nhẹ nhàng cứ để cái nít là hay nó có hay nhéo con. Vâng. Ngắt này. Anh nhá. Đánh nguội nữa. Đó. Đó. Thi thoảng thôi. Thi thoảng. Vâng. Thi thoảng là có đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, ở nhà có nóng tính, có bừa bộn gì không? Vợ con thì ở nhà thì hai vợ chồng thì cũng chỉ nói chuyện với nhau bình thường thôi, chứ còn chưa bao giờ là, vì là con với vợ con thì cũng mới lấy nhau, cũng chưa được ở gần nhau nhiều. Ấy vì là khi lấy nhau xong rồi vẫn hai đứa vẫn ở xa nhau và sao cho nên không cãi nhau nhiều, không nhau nhiều. Nó có gọn gàng giống con không? Vợ con thì không. Vợ con thì bừa lắm. Sao bừa bộn? Từ tủ quần áo cho đến giường giếc các thứ, ngủ dậy thì chả bao giờ gấp. Vậy là cái người gấp cuối cùng là con. Vâng, vẫn là con. Nó trẻ con mà nó cứ nghĩ thôi, đằng nào tối ngủ. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng, đúng rồi, đúng rồi. Rồi con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn vợ con là trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn, và mọi việc là mình cứ bình tĩnh hơn nữa, để mình làm sao để cho cuộc sống rồi vợ chồng sau này cho nó tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì bác Giai là hơn con 8 tuổi nên là bác Giai rất là chững chạc đó, rất là điềm tĩnh, rồi thêm ăn chay nữa cho nên tâm tính rất là hiền, ổn định, hiền, đúng không? Thành ra là mong bạn gái là sẽ trưởng thành theo tỷ lệ thuận với bác trai, để mà sau này là khi em bé mà sanh ra đời đó, đó thì hai người sẽ cùng một nhịp để mà chăm cho em bé đó. Con thấy là có được không? Con yên tâm, làm mẹ rồi tự nhiên trưởng thành là con. Rồi hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là các bạn ở từ Quảng Ninh mà vào trong đây quay chương trình Vợ Chồng Son nữa, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Nhân cái cơ hội này thì không biết là thôi anh chồng đi, có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ thêm không, hay là muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ với vợ hay không? Và con cũng nhân cái chương trình này thì con cũng có một cái món quà dành cho vợ con, đó là trước khi bọn con lấy nhau ấy thì công việc của con nó cũng bận. Thứ hai đó là lúc đấy thì nó cũng vào dịp cuối năm ấy, công việc nó cũng nhiều, nó cũng bận, nên là nó cũng chưa chuẩn bị được. Thế con cũng muốn là làm cái gì đấy cho vợ con cho nó được trọn vẹn. Thì
à, con muốn nhân chương trình này thì con muốn cầu hôn vợ con. Vâng. Như thế có nghĩa là cả mười mấy năm á, mà là lúc mà trước khi cưới mà anh ấy bận quá anh chưa cầu hôn con luôn. Dạ chưa. Cứ con cũng nghiễm nhiên là em phải là vợ anh rồi, anh không cần biết, mình nghiễm nhiên rồi đúng không? Chưa cầu hôn. Trời ơi vậy là hôm nay là ôi dữ lắm nha. Đó, hành động đi. Này, nhưng mà cầu hôn cũng phải ngỏ lời, con phải nhận, nói như thế nào nhỉ? Quá, con có. Đó luôn hay quá chị ơi. Sàng mà né một cái là coi như mình né liền á, để cái mắt nó bị tổn thương á nha. Rồi nói cái gì thì. Ôi trời ơi. Mình đứng lên em ạ. À, ôi trời ơi, chói quá. Chết tôi rồi. Anh muốn nói với em rằng là quá khứ, hiện tại và tương lai, anh muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về sau này, về già. Mong rằng là cho chúng ta làm sao sau này hạnh phúc và mọi thứ đều được tốt đẹp và bình an. Đấy, rồi đứng lên đeo nhẫn nè. Trời ơi. Rồi hỏi đi. Đeo nhẫn nè, đeo nhẫn xong. Hỏi người ta đi. Đeo nhẫn xong đi rồi hỏi nào. Trời ơi. To quá còn ạ. Chói hết cả mắt. Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi đi. Em có đồng ý. Em có đồng ý đi với anh đến đi suốt anh cuộc đến đời suốt này cuộc không? Đời không? Dạ, em đồng ý á. Ok đồng ý. Đi. Ôi phát, ôi phát. Ôi nhận quà rồi mà không thơm người ta một cái. Nhận thơm chứ rồi, đẹp ơi. Khoe đi con, đưa cô xem. Đẹp, lắp lại lắp lắp. Ôi đẹp quá mọi người. Để khoe với bố. Bố ơi mẹ ơi đây này, nhẫn của con đây này bố ơi. Rồi, anh chúc cho hai vợ chú chúc cho hai vợ chồng ha. Luôn luôn là đồng hành với nhau. Trong tất cả những gì nó đến với trong cuộc sống này ha, và sẵn sàng chuẩn bị đến với một cái vai trò mới, đó là một ông bố tuyệt vời và một người mẹ cũng tuyệt vời nha. Chúc mừng hai em. Vâng, chúc mừng.